Trong một thông cáo phát đi vào chiều hôm nay 13 tháng 6, Bộ Xây dựng đã thông tin bước đầu về vụ việc đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vòi tiền ở tỉnh Vĩnh Phúc vào chiều 12 tháng 6. Theo thông cáo của Tránh thanh tra Bộ Xây dựng, hiện nay thanh tra Bộ Xây dựng đang có một đoàn thanh tra về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc. Công tác thanh tra uh, được uh, công tác uh, thanh tra được thực hiện theo kế hoạch thanh tra của thanh tra Bộ Xây dựng vào năm 2019 và được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phê duyệt trong thông cáo bộ xây dựng không nêu rõ danh tính chức vụ của trưởng đoàn thanh tra bộ xây dựng cũng như là thành phần đoàn tham gia công tác thanh tra này tuy nhiên thông tin từ một số cơ quan báo chí đưa ra cho biết là trưởng đoàn thanh tra này là phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thuộc thanh tra bộ xây dựng và bộ xây dựng cũng cho biết đang tiếp tục chỉ đạo thanh tra bộ phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi nắm bắt tình hình sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng bộ xây dựng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật không bao che những cá nhân để xảy ra vi phạm Trước đó theo thông tin trên một số báo chí, chiều 12 tháng 6 tại huyện Vĩnh Tường, cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại địa phương này. Số tiền mà đoàn thanh tra yêu cầu lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ tất cả cán bộ đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc để làm rõ các sai phạm trong vụ đòi trung chi hàng chục tỷ đồng tại huyện Vĩnh Tường.